hôm nay mọi người đã vượt mưa gió đến cuộc trò chuyện về những câu chuyện rất trên mây, đấy là tư tưởng đạo gia. Và khác với rất nhiều những cái cuộc nói chuyện về đạo gia khác thì trong cái cuộc hôm nay chúng mình đề cập đến câu chuyện rằng là đạo gia đã có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới hiện đại và cái tác động và cái cách tiếp cận của những cái tác giả hiện đại thì họ khi mà họ đối diện với tư tưởng đạo gia thì như thế nào. Và câu chuyện này, cái đề tài này rất là rộng, nhưng mà mình sẽ đề cập nó dựa trên ba cuốn sách mà mình có cơ hội để tiếp cận. Còn có rất nhiều các tài liệu khác thì mình sẽ chỉ đề cập qua ở đây thôi, bởi vì mình chưa thực sự là đi vào văn bản để có thể tìm hiểu kỹ, mà mình chỉ đọc sơ lược ấy, để biết. Thì cuốn đầu tiên là cuốn Triết học cho con gái. Đây là một cuốn tác phẩm, đây là một cuốn tập hợp tất cả những cái bài tiểu luận triết học của các nữ triết gia hiện đại ở Anh và Mỹ. Bên tổ chức thì là của Đại học Oxford là hai triết gia, còn mình thì ở Đại học Oxford là những cái nữ triết gia này. Toàn bộ ở đây là các bài tiểu luận do chị em phụ nữ viết. Và họ đã rất hứng thú với tư tưởng của Trang Tử. Tác phẩm thứ hai đấy là cuốn Thời và Chị trong Lã Thị Xuân Thu. Của Lã Thị Xuân Thu này, nếu bạn nào đã theo dõi group Read and Chat hàng trưa thì mình cũng đã giới thiệu khá là chi tiết về cuốn Lã Thị Xuân Thu. Nhưng hôm nay ở đây mình sẽ vẫn đề cập qua lại một lần nữa. Cuốn này thì được nghiên cứu bởi tác giả James Sharman. Thì cái cách tiếp cận của ông ấy cũng các ông ấy dùng hoàn toàn các phương pháp luận của phương Tây để nghiên cứu cuốn Lã Thị Xuân Thu, và gợi ra được rất nhiều những cái ý mà khi mà chúng ta đọc với con mắt của một cái người mà học trò của những bậc gọi là hiền triết xa xưa thì chúng ta đôi khi ta lại bỏ qua. Và cái cuốn thứ ba đấy là cuốn Vừa Vặn của Osho. Cuốn này thì là do mình dịch, và mình dịch nó từ tên một cái quyển tiếng Anh của Osho là When the Shoe Fits, dựa trên một cái tích của một cái mới tích ở trong những cái câu bài giảng của đạo gia. Thì khi mà chân mà đi vừa giày thì chúng ta lại quên mất chân. Khi mà ta mặc một cái gì đấy vừa, ta sẽ quên mất cái sự tồn tại của nó. Còn khi mà chật hoặc rộng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó. Thì cái đấy là cái để gợi mở lên cái ý tưởng để đặt ra. Thì đấy là cuốn Vừa Vặn. Tuy nhiên là ba cái cuốn này chỉ là những cái ví dụ điển hình thôi. Còn cái câu chuyện về đạo gia và ảnh hưởng của tư tưởng đạo gia thì nó sẽ là một câu chuyện dài hơn như thế. Thế đầu tiên thì chúng ta thử cùng nhau thống nhất cái định nghĩa đạo gia. Không biết mọi người có thể chia sẻ thêm quan niệm của mọi người về đạo gia là như thế nào? Có bạn nào thể sẵn sàng chia sẻ thế nào là đạo gia? Bất cứ một suy nghĩ gì thì mọi người thôi. Mình đọc qua cái giới thiệu của bạn về Osho của bạn ấy, vâng, mình cảm thấy cái triết lý đấy là nó hợp với những gì mình quan tâm, chứ còn bản thân mình thì cũng chưa. Ok. Có ai có biết gì đấy về đạo gia hoặc là có một cái khái niệm nào đấy bật lên trong đầu về đạo gia không? Cho mình đạo gia thì là cái hệ thống tư tưởng mà lấy đạo làm đối tượng chính để nghiên cứu. Có ai có quan điểm khác không ạ? Mình chỉ có một chút liên tưởng đạo với con đường thôi, có nghĩa là nó sẽ là một cái đường hướng nhất định. Ok. Thực ra đây là một khái niệm mà nó phức tạp hơn như thế. Đầu tiên chúng ta
tìm hiểu về cái khái niệm đạo đã, đúng không? Đạo nó là một khái niệm mà nó rất cổ xưa của Trung Hoa. Khác với quan điểm của phương Tây thì phương Tây ban đầu cái những cái thuở ban sơ của những cái người phương Tây ấy, thì họ quan điểm rằng là có thượng đế có thể tạo ra muôn loài và điều khiển muôn loài, đúng không? Thế nhưng mà từ thời xa xưa thì người Trung Quốc, từ thời rất xa xưa, thời tiền sử, thì người Trung Quốc đã có một khái niệm đạo. Đạo nó không hoàn toàn tương đồng với thượng đế, nhưng nó cũng từ đó mà sản sinh ra mọi thứ và chi phối và ảnh hưởng đến toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống. Chữ đạo ở đây, cái khái niệm đạo ở đây là một khái niệm mang tính chất là quy luật của mọi sự vạn vật sinh diệt và diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Đạo nó là một khái niệm vô cùng cổ xưa, và không phải chỉ đạo gia mới coi đạo là đối tượng để bàn, mà là đạo xuất hiện trong Nho giáo. Chúng ta đều biết là Nho giáo thì đề cao lễ, đúng không? Nhưng mà trước khi mà Khổng Tử bàn về lễ thì ông ấy cho rằng là con người thì vẫn phải vận hành, con người và vạn vật xã hội thì đều vẫn phải vận hành theo đạo, và đạo vẫn là cái thứ chi phối chính. Và khi mà người ta bị mất đi đạo thì người ta mới dùng đến lễ. Không, thực ra là mất đi đạo thì mới dùng đến đức. Tức là bắt đầu sử dụng các phẩm hạnh để nói chuyện với nhau. Khi mà đức cũng mất đi rồi, tức là người ta không còn có ý thức gì về các phẩm hạnh, các đức hạnh của mình nữa, thì bắt đầu mới dùng đến lễ để chỉ nhau. Cho nên là Nho giáo thì bàn về đạo ở khía cạnh đó là một thứ mà con người đã bị lạc mất và buộc phải trói buộc mình ở trong các khuôn định để không giữ mình quá xa lạ. Đấy là quan điểm của Khổng Tử. Còn quan điểm của có một phái là phái Pháp Gia. Phái Pháp Gia ở Trung Quốc thì họ chủ trương rằng lấy pháp luật để cai trị, chứ họ không phải là dùng lễ để trị hay dùng nhân để trị giống như là Khổng Tử. Khi mà họ lấy pháp luật để cai trị ấy, thì họ cũng lập luận rằng là trời đất thì vận hành dựa trên đạo, không cần có bất cứ một cái sự can thiệp gì mà mọi sự nó vẫn cứ thế diễn ra. Vì thế cho nên là thiên tử và triều đình đặt ra luật mô phỏng đạo để khiến cho muôn dân và các quan lại trong triều, binh sĩ rồi các thứ có thể tự vận hành trong trình tự mà không xâm lấn, không hại lẫn nhau. Cho nên ở trong trong đạo thì coi đứng trước đạo thì tất cả mọi người đều bình đẳng, chúng sinh đều bình đẳng, đứng trước pháp luật chúng sinh bình đẳng. Cho nên những cái người theo trường phái Pháp Gia thì cho rằng là vương tử phạm pháp thì tội như dân thường. Vì như vậy, như thế thì đạo là một cái khái niệm mà nó bao trùm không những chỉ những nhóm theo phái đạo gia, mà những nhóm ở theo pháp gia hay là khổng giáo thì đều nhấn mạnh vào đạo. Cho nên cái cách mà cho rằng là đạo chỉ đơn giản là con đường thì là cái cách chưa chính xác, hoặc coi rằng là đạo là một thứ mà nó thuộc về các nhóm đạo gia cũng chưa hoàn toàn chính xác. Cái sự tức là đạo chỉ có nhóm đạo gia là cái nhóm mà kiểu lấy đạo làm trung tâm của lý thuyết của mình, nó chưa chính xác. Thực ra là bản chất là tất cả đều dựa xây dựng lý thuyết dựa trên nền tảng của đạo, chỉ là họ đưa ra các giải pháp khác nhau. Giống như vừa nãy chị Chi có hỏi về Phật giáo không, và Bhagavad Gita thì cái cấu trúc nó tương tự như vậy, họ có một thế giới quan giống nhau. Thì cho mình và sau đạo thì nó có dùng cái khái niệm về pháp ở trong Phật giáo đúng không? Không, pháp thì nó là nó giống như là một cái phương pháp tu để có thể đi đến
đi đến giác ngộ. Phương tiện. Ừ, là phương tiện. Mà thế nhưng mà cái khái niệm đạo ấy, mình nó hơi mơ hồ. Tức là nó... Đạo với ác mơ hồ. Như chị ấy chấp nhận là đạo nó là một cái mà nó là quy luật vô hình, nó không hiện hữu nhưng nó là chi phối thế giới hiện hữu. Cái đấy thì ở ngay trong đầu của cuốn Đạo Đức Kinh ông có bàn đến. Thực ra các bạn có thể đọc cái chùm bài mình đang dịch và luận giải của Đạo Đức Kinh, có một cái phần bàn về đạo. Nhưng có phải là phải chấp nhận nó kiểu cái tiên đề ở trong toán không? Vâng, cũng có thể, có thể coi như thế. Nó là một tiên đề đầu tiên mà nếu như mà chúng ta không chấp nhận nó thì không chấp không tiếp đúng không? Thì giống như kiểu trên chùa giáo mình phải chấp nhận là có thượng đế, nếu không thì chúng ta lại không thể nào có đủ động lực để nghiên cứu tiếp toàn bộ con đường sau. Nhưng mình đang nghĩ là nếu mà có thượng đế thật thì chắc là thượng đế cũng nằm trong đạo luôn. Không bàn đến cái đấy vì chúng ta có thể là cái cách gọi khác nhau thôi. Nó một cái danh khác nhau của một sự vật. Dụ như ở Hy Lạp cổ đại ấy, những người Hy Lạp cổ đại họ cũng có một khái niệm mà mình nghĩ rằng là khá gần với đạo, nhưng chỉ đang không hiểu tại sao họ không dịch từ đạo sang cái đấy cho nó dễ hiểu mà cứ gọi là ít. Mỗi khi các văn bản phương Tây mà gọi đạo toàn gọi là ít. Ra có một từ đấy là từ logos trong Hy Lạp. Từ logos cũng cái gốc của từ logic. Từ logos đấy cũng có nghĩa là quy luật của vạn vật, nơi là từ đấy sinh ra. Vì về sau khi mà triết học Hy Lạp họ chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, không chính xác là Kitô giáo, triết học Hy Lạp bị gọi là nhào nặn bởi cái quan điểm của Kitô giáo, thì cái khái niệm logos đấy nó cũng gia tăng thêm cái tính thiên chúa ở trong đấy, thì coi logos là thiên chúa, là một cái biểu hiện của thiên chúa. Nhưng mà thực tế là cái khái niệm logos thì nó khá là gần với cả đạo. Đương nhiên là bởi vì nó là một cái khái niệm phức tạp như vậy cho nên mỗi tác giả họ lại luận khác nhau. Giống như logos thì đạo của mỗi tác giả, mỗi trường phái có một kiểu luận khác nhau, nhưng tựu chung thì đều nói rằng là nó là một thứ chi phối vạn vật, sinh ra vạn vật và chi phối vạn vật, nó vô hình vô tướng. Gọi nó là đạo thì cũng không hoàn toàn bao gồm toàn bộ cái ý tưởng về nó, nó chỉ đơn giản là một tên gọi. Cho nên ngay mở đầu cái cuốn Đạo Đức Kinh thì Lão Tử đã nói rằng là đạo khả đạo phi thường đạo, tức là cái thứ đạo mà người ta gọi là đạo thì nó không phải là đạo, tức là nhận biết được thì không còn là đạo, gọi tên nó đã không còn là đạo. Hoặc là cái thứ mà chúng ta tưởng là nó nhưng không phải là nó. Hay là nói theo kiểu tâm linh phương Tây, họ hay có cái khái niệm vô hình tướng và có hình tướng. Là ta bảo là cái gì mà đang vô hình tướng mà mình lại hình dung nó theo một hình tướng thì nó đã không còn là cái đấy ban đầu, cái vô hình tướng ban đầu, thì cái đấy nó có tương ứng cái đấy cũng khá giống. Nhưng mà nó tương đồng với câu sau của câu Đạo Đức Kinh. Danh khả danh của thường danh, tức là những thứ mà đã gọi tên được thì nó không còn là chính nó nữa. Đấy là hai cái câu đầu mở đầu của Đạo Đức Kinh. Hôm nay ta sẽ tạm thời chơi bàn đến Đạo Đức Kinh. Bởi vì thực ra là Đạo Đức Kinh vẫn là một dấu hỏi rất lớn với người phương Tây, với các học giả phương Tây. Thật sự là mình cũng chưa tìm được một tác giả phương Tây nào luận giải Đạo Đức Kinh một cách kiểu đầy đủ và rõ ràng. Và họ vẫn bị gặp rất là nhiều những cái hoài nghi ấy. Rất nhiều những cái mà họ hiểu bị mù mờ. Đặc biệt là mỗi khi mà tranh luận đến đạo là gì là bắt đầu lại cãi nhau. Mà rõ ràng rằng là cái việc tranh luận đấy là nó không cần thiết. Thì có một trường phái, đấy là trường phái đạo gia của những người họ, thay vì họ tạo ra những thứ mô phỏng đạo như là lễ hay pháp, thì họ chọn cách là thôi ta sẽ sống thuận theo đạo, thuận theo tự nhiên. Thì cái sự lựa chọn này mãi về nữa.
chị vừa nãy em cầm theo cốc lên. Cái trường phái mà họ chọn là họ sống thuận theo lại tự nhiên thay vì là mô phỏng tự nhiên, thì nó chính là cái trường phái gọi là đạo gia. Những cái người tu tập gọi là đạo sĩ, là những cái người tu ở việc là họ thuận theo đạo. Tuy nhiên là cái nhóm mà tu thuận theo đạo này cũng có rất nhiều trường phái khác nhau, thế nên mới đau khổ. Có rất nhiều trường phái khác nhau và họ thuận theo đạo theo những cách khác nhau. Thực ra cái việc mà chia ra các phái này là do người đời sau chia thôi, còn bản thân những ông những cái ông tác giả nhà tư tưởng đạo gia thì các ông ấy chỉ đơn giản là viết lại, họ chỉ đơn giản là viết lại những thứ mà họ quan điểm và những thứ mà họ chứng nghiệm được trong cái quá trình mà họ tu tập. Và thực ra cái phần viết đấy nó cũng sẽ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ tư tưởng của họ thôi. Và cho nên họ thường hay viết dưới cái dạng gọi là kể chuyện, hoặc là viết bằng ngôn ngữ rất là ngắn gọn để làm thế nào mà người đọc có thể hiểu được nhiều hơn bằng việc là lời thì ít mà ý thì nhiều. Cho nên họ sẽ không viết theo kiểu diễn giải của phương Tây, mà họ sẽ chỉ viết theo kiểu những cái bài kệ hoặc là những cái câu chuyện, các tích truyện nhau. Và lát nữa chúng ta có thể đến với một số các tích truyện. Thì trong số những cái tác giả lớn của đạo gia, người ta biết đến Lão Tử rồi này, đến Trang Tử này. Trang Tử thì nổi tiếng hơn, phổ biến hơn, dễ đọc hơn nữa so với Lão Tử. Liệt Tử và Dương Tử, mỗi ông thì đều có một quan điểm về đạo khác nhau. Thế nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Những cái người tu đạo thì họ lại còn chia ra theo một dạng nữa, đấy là họ có những cái nhóm mà tu thần tiên. Mặc dù đạo thì nói rằng là thuận theo đạo thì sẽ tự nhiên nhi điên, sẽ tự do đúng không? Nhưng mà những người này ấy, họ bám vào những cái quan điểm rằng là sống thuận theo đạo thì sẽ có thể dưỡng sinh. Cho nên họ đồng nhất cái việc dưỡng sinh đấy với cái sự sống lâu. Và nó là cái nền tảng của một loạt những thuật như là thuật luyện kim. Kim là alchemy à? Luyện kim, kim. Giả kim. Thuật giả kim. Rồi cái thuật giả kim đấy chính là những cái người mà làm những cái thuốc trường sinh bất tử mà rất là thịnh hành vào thời nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường. Luôn luôn chúng ta xem phim thấy có mấy ông đạo sĩ rồi đi luyện thuốc, luyện đan, trường sinh bất tử đúng không? Thì những cái ông đấy thì đều dựa trên những cái quan điểm về trường sinh trong đạo gia. Nhưng mà cái sự trường sinh trong đạo gia này là đề cập đến khía cạnh khác, đó, khía cạnh tinh thần chứ nó không phải khía cạnh về mặt thể xác. Cái thuật luyện kim của phương Tây và Trung Cổ ấy, không biết là có liên quan gì đến dạo đạo gia của phương Đông không? Không, nó khác. Nó có một cái nền tảng. Những cái thuật luyện kim của người phương Tây thì là gọi là biến chi thành vàng. Không phải tìm vàng mà biến chi thành vàng, tức là thay đổi cấu trúc của chất. Trong đấy vàng có biểu tượng của bất tử, bền. Thì những cái nhóm đấy gọi là nhóm tiên đạo, nhóm tu tiên. Cho nên chúng ta sẽ phải phân biệt được những nhóm tu tiên và nhóm tu đạo. Ngoài những nhóm tu tiên và tu đạo ra thì về sau còn bắt đầu đến thời Tam Quốc, cuối thời Hán cho đến thời Tam Quốc, thì nó nảy sinh ra những nhóm mà họ
mặc dù họ là đạo sĩ, họ vừa tu luyện thuật thần tiên, họ lại tích hợp thêm với cả những trò phù phép bói toán, và họ bắt đầu hình thành nên những cái giáo phái, ví dụ như là phái Thái Bình Đạo. Thì những giáo phái đấy là tiền thân của thứ mà được gọi là đạo giáo mà chúng ta được biết hiện nay. Rồi những cái nhân vật đạo giáo mà ta thấy là Trấn Trạch này, rồi xem bói bát tự này, rồi trừ tà, đấy là một thứ phái sinh đạo giáo. Sự nhào nặn, và cái sự nhào nặn đấy nó đi từ một cái sự phái sinh mà khá là lệch lạc của tư tưởng đạo gia. Đương nhiên là với góc nhìn của họ thì họ sẽ không coi đấy là một sự lệch lạc, bởi vì họ vẫn coi rằng là cái nền tảng của toàn bộ văn hóa Trung Hoa ấy, nó đều dựa trên đạo. Và thông qua đạo thì có thể giải thích, rồi có thể bài binh bố trận các kiểu. Thế nhưng mà thực ra thì cái lập luận của họ cũng không sai, bởi vì là ngoài các phái của đạo gia, pháp gia, thần tiên đạo hay các thứ bang nhang ra thì còn có một loạt những cái ngành khác của Trung Hoa thì đều chịu sự ảnh hưởng của đạo. Trong đấy có y học cổ truyền. Nếu như mà ai học y học cổ truyền Trung Hoa, đông y á, mà không hiểu về đạo thì những người đấy không thực sự học. Không phải chỉ là học kinh dịch đâu, mà học về đạo và phải tu đạo, bởi vì để có thể nắm bắt được quy luật của cuộc sống, các quy luật của vạn vật tự nhiên, thì sẽ phải là những người mà tu đạo. Ngoài đông y ra thì nghề nông cũng chịu sự chi phối của những cái lý thuyết về đạo. Và binh gia, tức là những cái tác giả binh pháp ấy. Đây bọn mình có cái quyển Thập Nhị Binh Thư, quyển ở trong thư viện này, bọn mình vẫn thỉnh thoảng lôi ra đọc với nhau. Thì cái cuốn đấy ngay từ đầu, mở đầu tất cả các tác giả binh gia thì đều bàn về đạo. Cái việc mà xây dựng một cái quân đội như thế nào, sắp xếp các trình tự như thế nào để cho phù hợp với các quy luật ra sao, thì nó cũng là những thứ thuộc về đạo. Cho nên đạo thì thực sự nó là một cái khái niệm mà chi phối toàn bộ. Khi mà chúng ta dùng cái khái niệm gọi là tư tưởng đạo gia ấy, có nghĩa là chúng ta chỉ dừng ở các nhà tư tưởng thuộc cái nhóm những cái người luyện, tu luyện, sống thuận theo đạo, và họ để lại những cái chương tác của họ. Còn những cái nhóm mà thuộc thần tiên đạo, bỏ qua âm dương, các thứ, các phái âm dương đạo, bỏ qua. Chắc chắn là pháp gia người ta không bàn đến thôi, Khổng Giáo cũng không. Chúng ta cũng sẽ không nói chuyện kinh dịch. Mà tư tưởng đạo gia thì nó tập trung vào một số những cái cốt lõi. Cốt lõi đầu tiên đấy là tư tưởng vô vi. Vô vi có nghĩa là không phải là không làm gì. Chữ vô nghĩa là không, vi thì là làm, đúng không ạ? Nhưng vô vi thì không phải là không làm gì. Trong vô vi, trong những cái gọi là cái câu châm ngôn mà quan trọng nhất khi mà nhắc đến vô vi đấy là vô vi nhi vô bất vi, có nghĩa là không làm gì nhưng mà không gì không làm. Bởi vì họ cho rằng là một khi mà mình làm theo đạo, mình hành động theo đạo, thực ra cũng chẳng cần nỗ lực để làm theo đạo, mà là tự mọi thứ hành động cứ thế diễn ra trong một cái sự hòa hợp với trật tự tự nhiên. Thì thực ra là mình làm mà hay không làm thì nó cũng như nhau. Mình không cần phải gắng sức mà vẫn làm được rất nhiều thứ. Cho nên đấy chính là không làm mà như làm mà vẫn như không làm. Ví dụ như khi mà mình ngẫu hứng lên, mình viết một bài thơ. Bài thơ này có thể rất dài,
một bài trường ca dài miên man. Nhưng mà sau đấy mình vẫn không có cảm giác là mình đã viết bài thơ đấy, bởi vì là mình đã ở trong hoàn toàn trong bài thơ đấy, và mình đi ra và mình không có cảm giác là mình đã làm nó. Chỉ đến sau này khi mà người khác nhìn thấy rằng ok, đây là bài, làm sao có thể viết được bài dài như thế, thì lúc đấy mình mới bắt đầu mình sẽ nhận ra rằng là à, hóa ra mình đã làm như thế. Thì thực ra vạn vật nó đều vận hành như vậy. Ở trong cuốn Vừa Vặn, Osho này, Osho kể chuyện một cái câu chuyện rất là thú vị. Đấy là có một con dép nó bò đi chăm chân, nó cứ bò đi chăm chân theo một cách rất là đáng kinh ngạc như vậy. Tự nhiên con ếch đi qua, con ếch hỏi: ê dép, sao mày có thể bò được chăm chân vậy? Mày đã bò chân nào đầu tiên? Là mày đã nhấc chân nào đầu tiên? Ủa, tao không biết là tao nhấc chân nào đầu tiên. Tao cứ bò thôi. Nó cứ thế diễn ra thôi. Và đến khi mà nó nghĩ rằng là, nó cố nghĩ rằng là mình đã nhấc chân nào đầu tiên, thì nó ngã ngửa, nó lăn ra, nó không bò được tiếp. Nó không biết được là mình sẽ bò tiếp như thế nào. Chân nào đi tiếp, nhưng mà tự nhiên nó cứ thế diễn ra và nó nhịp nhàng theo một cách bí ẩn của riêng nó. Còn khi mà bắt đầu mình đặt câu hỏi và mình cố tìm và mình cố tác động, thì mọi sự nó lại trở nên khó diễn ra. Thực ra cái trường hợp này nó khá là mình gặp khá nhiều trong đời sống, đặc biệt là những cái công ty ấy, khi mà mình đi làm họ đã khá là thành công rồi, nhưng mà họ thành công ở mô hình nhỏ và họ muốn up lên mô hình lớn, nhưng để làm thành mô hình lớn thì sẽ phải đào tạo thêm nhân sự. Thì đến khi mà đào tạo nhân sự thì nó mới gặp một vấn đề là cái người làm, cái người chủ và những cái người đầu tiên core team bây giờ sẽ phải mô hình hóa nó ra để cho những cái người mới học. Thì bắt đầu họ mới đặt câu hỏi là tóm lại mình đã thành công nó bằng cách như thế nào. Và khi mà bắt đầu họ đặt câu hỏi như thế, xong rồi sau đấy họ đưa ra một vài guideline và họ hướng dẫn những cái người mới, và cộng thêm nữa là họ cũng họ cũng bị nhìn thấy bản thân mình làm được từng đấy việc, thì họ cũng bắt đầu kinh ngạc và họ dần dần họ không làm nữa, và tự nhiên đang từ một mô hình thành công lại trở thành mô hình kiểu đi xuống. Tất cả các bộ phận bắt đầu không giáp nối với nhau khi mà họ đưa cái tiêu chuẩn về việc làm thành công kia để áp đặt cho tất cả. Thì cái trường hợp, cái câu chuyện là con dết với con ếch nó có thể hiểu như thế. Đôi khi mình làm vì mình thuận theo tự nhiên thôi, mình cứ thấy mình làm, mình cứ vô vi mình làm mà mình không biết là mình đang làm. Đến khi tự lên công thức thì lại trở thành một thứ sai. Đấy là điểm mấu chốt thứ nhất ạ, đấy là vô vi. Điểm mấu chốt thứ hai của tư tưởng đạo gia, nó nằm ở trong cái câu chuyện, các bạn có nhớ cái tích ếch ngồi đáy giếng không ạ? Cái tích ếch ngồi đáy giếng đấy chính là một cái tích xuất phát từ đạo gia. Họ coi cái sự nhận biết của con người nó giống như con ếch nhìn bầu trời qua miệng giếng và ngỡ rằng đấy là toàn bộ bầu trời. Những thứ mà chúng ta biết, những thứ mà chúng ta nhìn thấy thì nó là nó tạo thành những thiên kiến trong ta. Thành những thiên kiến trong ta. Và từ đấy thì nó cũng gây ảnh hưởng đến cái việc nhận thức thế giới chúng ta. Nhưng chỉ đến khi con ếch đấy đi ra khỏi miệng giếng thì nó mới nhìn thấy rằng là bầu trời rộng hơn như thế. Thì đấy là cái quan điểm thứ hai, cái quan điểm về bất khả chi của đạo gia. Có nghĩa là không thứ gì chúng ta biết mà thực sự được gọi là biết chắc chắn. Ví dụ như chúng ta biết rằng ở đây là có một bình trà bạc hà, đúng không? Nhưng chúng ta không biết chắc chắn rằng lá bạc hà đấy
được trồng như thế nào, được làm như thế nào, nó có tác động gì đến chúng ta. Và kể cả chúng ta biết được những chi tiết đấy, chúng ta cũng không biết được rằng là trong cái quá trình nó biến đổi thì nó đã thay đổi như thế nào. Và nếu như mà chúng ta cứ chạy theo liên tục những cái biết lẻ tẻ như vậy thì chúng ta cũng sẽ không nhận thức được tổng thể. Và nếu như mà chúng ta cứ khư khư đi theo những cái dấu vết lẻ tẻ như vậy, chúng ta cũng không nhận biết là tổng thể. Vì thế nên quan điểm đạo gia cho rằng là mình cứ biết những thứ mình nhận biết là những thứ mà nó đang hiện diện trước mắt chỉ đơn giản là nhận biết thôi, còn sau đấy thì như thế nào nó sẽ tự diễn ra trong mình. Khi mà mình càng hòa nhập với đạo thì cái hiểu biết của mình sẽ càng nới rộng ra, chứ không phải là kiểu nỗ lực đọc sách thật nhiều thì có thể hiểu thông hiểu được mọi thứ. Quan điểm của đạo chắc chắn là sẽ quan điểm của đạo thì không khuyến khích là đọc càng ngày càng nhiều sách đi đâu. Thậm chí là quan điểm của đạo gia còn có một cái hơi hướng gọi là coi nhẹ sách. Nói này chẳng có ích gì cho việc mình bán sách cả. Có một câu chuyện cũng nằm trong cuốn Vừa Vặn Osho, đấy là khi hoàn công chuẩn bị gọi là thời kỳ đầu khi mà ông mới lên ngôi vua thì ông ấy rất chăm chỉ đọc sách thánh hiền để xem ở các bậc vua chúa thánh hiền họ đã làm vua như thế nào. Thế nhưng mà sau một thời gian thì thấy cũng chẳng có tác dụng gì mấy, cứ đọc thôi. Cho đến một ngày một người thợ làm bánh xem, thời đấy là người ta làm bánh xe, đúc bánh xe bằng gỗ. Có một người thợ làm bánh xe, thì người thợ này đã bắt hỏi hoàn công là thế những cái vị thánh hiền kia còn sống hay đã chết? Thì hoàn công trả lời rằng là chết rồi. Thì ông thợ làm bánh xe mới bảo là thế thì những điều ngài đọc chỉ là cặn bã của họ thôi. Hoàn công tức giận mà, mày nói cái gì vậy? Nếu hãy giải thích đi, nếu không thì sẽ bị chém đầu. Ông thợ này ông bảo rằng là bây giờ tôi đã rất già như thế này rồi. Ông đấy tóc bạc trắng rồi. Tôi đã làm thợ bánh xe mấy chục năm và tôi đang cố gắng dạy con trai tôi cách làm bánh xe, đúc bánh xe, nhưng mà tôi không thể nào mà dạy được. Tất cả những lời chỉ dẫn thì nó đều không thể thực hiện được trên thực tế, bởi vì một người thợ sẽ phải có những cái sự cảm nhận về cái bánh xe, về cái tác động của các vật liệu, và những cái đấy là những thứ không thể nào mà có thể ghi lại được hay là có thể giảng được bằng lời nói. Vì thế nên đấy là tôi truyền cho con trai tôi còn khó khăn như thế. Bây giờ những ông kia chết rồi, truyền cho người ta nó chỉ còn là cạn bã. Cho nên đạo gia thì coi trọng cái sự hiểu biết tri thức qua việc sống hơn là qua sách vở. Tóm lại sách cạn bã thì thỉnh thoảng cũng cần phải xem xét, nhưng mà sống thì quan trọng hơn. Trải nghiệm sống thật của mình, trải nghiệm thực hành các thứ để cao thực chứng hơn. Thực chứng đúng không? Tự đúc kết kinh nghiệm. Đấy là cái hai cái điểm mà trọng yếu nhất của đạo gia. Mà khi mà chúng ta tiếp cận đạo gia thì chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ hai điều này. Bởi vì những tác giả đạo gia thì họ có thể các tác giả của đạo gia thì họ có thể nói các quan điểm khác nhau. Ví dụ như ông Dương Chu các thứ chẳng hạn, thì ông ấy sẽ có quan điểm ông rất coi trọng sinh mạng. Ông đấy cũng là một tác giả là rất coi trọng sinh mạng. Ông nghĩ bảo rằng là làm người có thể không cần giàu sang phú quý nhưng mà không thể mất được bằng lòng. Tóm lại không bao giờ có chuyện thiên hạ có thể hy sinh chết hết, nhưng tạo không bao giờ mất cộng lòng vì thiên hạ.
lại không có, ông rất là quý trọng sinh mạng, cái người tu đạo với ông ấy là như vậy, chung là không can thiệp vào việc của thiên hạ, không gánh vác những thứ mà không phải của mình. Đấy là quan điểm của Dương Tử, nhưng không phải ông nào cũng như thế. Có những ông, ví dụ như quan điểm của Lã Thị Xuân Thu thì lại cho rằng là cái người làm vua thiên tử hoặc là người, những người bình thường thì cũng cũng có thể là sử dụng cái vô vi vào trong cai trị thiên hạ và để giúp ích cho thiên hạ. Thì đấy là quan điểm khác. Em có một câu hỏi. Ok. Theo cái thuyết mà thuận theo tự nhiên ấy, thì tức là nó giống như là kiểu mình trong cuộc đời của mình sống này, mình làm việc, nó sẽ có luôn luôn có một con đường nào đấy mà khi mà mình đi theo mình không phải cố gắng quá nhiều. Còn nếu mà mình một cái điều gì đấy mà mình đang phải rất là nỗ lực, rất là kỷ luật để làm thì có thể là nó lại là một con đường nó đang không đúng với mình hay sao? Thì có thể hiểu phải... là như thế. Trong quan điểm của đạo gia thì nó như thế. Thế quan điểm của chị sao? Quan điểm của chị thì cũng như thế. Bởi vì thường là những thứ mà mình giỏi thực sự ấy, thì hoặc là mình sinh ra để làm việc đấy thì mình sẽ không cần phải nỗ lực học nhiều, không cần phải luyện tập nhiều. Đương nhiên là nó có thể trở thành một sự giới hạn của mình, bởi vì đôi khi mình sẽ phải làm việc khó để mình mở rộng mình, chứ mình không làm mãi theo một lộ trình vì những thứ mà đã dễ làm rồi thì còn gì học đâu. Còn gì mới đâu. Thế kiểu như nhưng mà cũng không dễ đâu nhá, kể cả cái việc tìm ra được cái gì là thứ mình thực sự giỏi, thực sự thuộc về nó ấy. Đó, câu chuyện không hề dễ. Thế nên hầu hết mọi người đều phải cho nên mọi người đều chọn cách dễ nhất, đấy là nằm lầy một chỗ ấy, hoặc đi chơi, hoặc là đi phung phí năng lượng ở bên ngoài. Thực ra đấy không hoàn toàn là thứ mà mọi người thực sự sinh ra để làm. Nó chỉ là một sự tiêu khiển thôi. Em có xem một video của thầy Dương Cổ Dũng ấy, thì thầy đấy có nói là cái thuyết thuận theo tự nhiên là học thuyết của những kẻ thất bại. đấy là một quan điểm mà bây giờ mình sẽ nói. Bởi vì nó là một góc nhìn, nó là một góc nhìn của khi mà thuyết đạo gia được đưa sang phương Tây. Thực ra trong đạo gia của Trung Quốc thì nó là một phần của toàn bộ hệ thống chính trị Trung Quốc. Hệ thống chính trị Trung Quốc và cái cấu trúc xã hội Trung Quốc thì nó bao gồm sự ảnh hưởng của đạo gia này, nho gia này, Phật gia này và Pháp gia. Ví dụ như thời nhà Hán thì sẽ lấy nho để làm lễ cư xử của mọi người với nhau, Pháp để cai trị, đạo thì để tìm chuyện trường sinh. Tìm chuyện trường sinh và tu tiên là để như là một cái sự thoát tục ấy. Có đôi khi có một số những cái tác giả họ chán ngán với thời cuộc, họ sẽ thoát tục. Ví dụ sang thời Đường thì cái xu hướng thoát tục nó sẽ nhiều hơn. Khi mà họ chán ngán với tình trạng xã hội thì họ sẽ chọn cách là ngả hẳn sang đạo gia thoát tục. Có một loạt các nhà thơ thời Đường, ví dụ như là Lý Bạch hay Lý Thương Ẩn, thì họ đều chịu sự ảnh hưởng của đạo gia. Cái phong trào bỏ phố về rừng bây giờ là nó bị ảnh hưởng, ảnh hưởng của Lý Tử Thất thôi. Lý Tử Thất thì cũng bắt chước các nhà thần tiên tỉ tỉ đạo gia. Thế nhưng mà bắt đầu càng về sau thì cái vai trò của đạo gia, cái vị thế chính trị của đạo gia nó càng suy giảm. Và đặc biệt là khi mà nhà Thanh, nhà Mãn Châu ấy, xâm chiếm Trung Hoa ấy, thì cái vai trò của đạo gia bị giảm. Và thay vào đấy là vai trò của Mật Tông lần lướt. Thì cái tư tưởng của đạo gia nó chỉ còn lưu giữ ở trong những, hoặc là các học giả, các nhà thơ, hoặc là
thông qua con đường của thần tiên đạo. So với cả các tư tưởng khác ở phương Đông thì tư tưởng đạo gia du nhập sang phương Tây muộn hơn. Chúng ta thấy rằng là từ thế kỷ 18 đến 19 thì các tư tưởng của phương Đông đã du nhập vào châu Âu rồi. Trước đấy, thậm chí là thế kỷ 11, 12 thì tư tưởng của Islam với Do Thái đã ảnh hưởng sang châu Âu, đúng không ạ? Thậm chí là cái Thiên Chúa Giáo đúng không? Thì cũng là tư tưởng của phương Đông thôi, ảnh hưởng sang châu Âu. Nhưng mà thế kỷ 16, 17 thì Ấn Độ bắt đầu vào châu Âu, và người châu, các học giả châu Âu thì tiếp nhận cái quan điểm của Ấn Độ với một thái độ cởi mở. Thậm chí là có rất là nhiều những cái triết gia của Đức thì họ nhắc đến quan điểm của Ấn Độ rất nhiều. Ví dụ như Schopenhauer thì họ nhắc đến Bhagavad Gita hay Veda, Upanishad, rồi thậm chí Nietzsche cũng nhắc đến các quan điểm của Ấn Độ nhiều. Nhưng mà châu Âu thì không quá chào đón đạo gia. Thứ nhất là vì Trung Quốc thì xa xôi hơn. Thứ hai nữa là ở trong một nền tảng cả khoa học lẫn tôn giáo của châu Âu thì đều hướng tới sự nỗ lực vươn lên, hướng thượng. Đây là một bọn kệ đi, lấy đi. Thì rõ ràng là nó không hoàn toàn tương thích với cái văn hóa của người châu Âu. Thế nhưng mà đạo gia thì lại rất hợp với người Mỹ. Đấy là một điều rất thú vị. Đạo gia thực sự lan tỏa ở Mỹ, rồi sau đấy mới vòng ngược lại châu Âu. Cái sự ảnh hưởng của Mỹ, ảnh hưởng đến Mỹ đầu tiên thì vẫn qua con đường của thần tiên đạo thôi. Lúc bấy giờ khi mà khoảng tầm thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19 thì đã có khá nhiều, đến hơn chục cái đền thờ đạo giáo ở San Francisco rồi. Đi theo con đường của các những người Trung Quốc lưu vong. Nhưng mà lúc này ấy, thì ở những cái ngôi đền đấy thì không thờ lão tử, tráng tử, cũng không giảng dạy gì hết. Và họ chỉ thờ cúng theo kiểu như chúng ta thờ đền Quán Sứ hay là đền Quán Thánh thế thôi. Kiểu vậy thôi, chứ không tư tưởng đạo gia chưa vào. Mặc dù là những người Trung Hoa thì đã mang theo các quan điểm về đạo vào rồi. Nhưng mà đến khoảng những năm... đến khoảng những năm 50, 60 thì lúc bấy giờ ở Mỹ nó diễn ra, cái này chắc là mày biết đúng không, diễn ra một cái phong trào gọi là phong trào New Age, và phong trào tâm linh mới và các trường phái nghệ thuật mới. Thì cái phong trào này á, nó hạ bệ cái vị thế độc tôn của các giáo phái Thiên Chúa Giáo, và họ đưa rất nhiều các tôn giáo phương Đông vào trong cái đời sống thực hành của họ. Cái phong trào này nó đi cùng với cái việc là có một sự di dân của các cộng đồng đa chủng tộc khác nhau tới Mỹ sau Thế chiến thứ hai và trong Thế chiến thứ hai, và họ mang theo các tôn giáo của họ, mang theo những ông đạo sư của họ ở bên Thúy đưa trước nên làm Sophia được trước là dịch cuốn yoga các thứ, đúng không? Thì đây cũng là cái thời kỳ bùng nổ của yoga, xuất khẩu các bậc chân sư sang nước Mỹ. Và đạo gia cũng đi vào theo đó. Nhưng mà đạo gia thì cái sự xuất hiện của đạo gia thì nó thú vị hơn, đấy là nó không đi bằng các vị chân sư tu đạo của người Trung Quốc sang, mà nó đi bằng các nhà thơ của Mỹ khi mà họ tiếp cận tư tưởng của đạo gia. Họ đọc Nam Hoa Kinh, lúc đấy thì họ đọc Nam Hoa Kinh. Có rất là nhiều những cái bản Nam Hoa Kinh tóm tắt, chứ mình nghĩ rằng là họ không được đọc bản gốc Nam Hoa Kinh đâu. Khi mà họ đọc Nam Hoa Kinh và một chút về Đạo Đức Kinh, mình nghĩ rằng bản dịch Đạo Đức Kinh lúc đấy cũng không chính xác lắm. Thì tại sao mình lại nghĩ ra không chính xác lắm thì lát nữa mình sẽ nói. Thì các nhà thơ, đặc biệt là các nhà thơ trong phong trào Beat Generation, Bu Hunter ngày xưa có dịch một cái bài Tiếng Chu. Thì cái phong trào thơ Beat Generation này, họ
chủ trương là giải phóng thơ ra khỏi các khuôn định, không cần có logic gì trong thơ hết, tùy nghi tùy ý, cái gì xuất hiện trong đầu thì cứ thế diễn ra ở trên trang giấy. Quan điểm của họ là họ cũng coi thường tất cả những cái định nghĩa về thơ ca văn chương, về những cái khuôn định trong học thuật. Đương nhiên khi mà họ làm thế thì họ cũng đều là những người mà rất giỏi trong học thuật. Ví dụ như ông Allen Ginsberg thì một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Columbia. Nhưng mà họ muốn đột phá, họ muốn đập phá những cái khuôn định cũ. Thì trong số rất là nhiều các trường phái đấy thì họ đã đưa đạo gia vào, chọn đạo gia. Và đạo gia được yêu thích bởi rất nhiều nghệ sĩ, nhà thơ. Bởi vì cái việc mà không có khuôn định thì nó quá hấp dẫn với những cái người mà làm nghệ thuật. Trước đấy những người làm nghệ thuật vẫn có những cái trình tự thế nào là một bài thơ hay, có một bảng các quy tắc như thế này, kiểu phải thơ phải rất yêu đời, thơ hay tích cực. Nhưng nó không phải như thế, mà thơ là tiếng nói giải phóng và tự nhiên. Đấy, cho nên các nhà thơ nghệ sĩ yêu thích đạo gia, mà cụ thể yêu thích trang tử. Và họ cũng khai thác đạo gia ở cái khía cạnh đấy là một quan điểm, một cái tư tưởng, một cái lối sống mà tự do, không ràng buộc. Bên cạnh cái nhóm Mid Generation ra còn khá là nhiều các nhóm thơ hậu hiện đại của Mỹ nữa, họ cũng sử dụng tư tưởng đạo gia. Và bên cùng với đó thì là các bậc thầy tâm linh của phương Tây, rất là nổi tiếng ở phương Tây. Trong đấy có Osho. Osho rất nhiều bài giảng trích dẫn trang tử, thậm chí còn liệt tử, Su Hư trên kinh của liệt tử, bản về lão tử. Ông ấy có hai thính đường. Thính đường là cái nơi mà mọi người có thể đến và nghe ông giảng ấy. Thì ông ông có hai thính đường, thì ông đặt tên một thính đường là lão tử, thính đường là trang tử. Điều đấy để cho thấy rằng là ông ấy rất yêu thích trang tử. Thậm chí là cái sự yêu thích của ông ấy nó còn lớn đến cái mức mà ông ấy có thể chê Phật giáo, ông có thể chê Hindu giáo, có thể chê yoga, thì chê tantra, nhưng ông dành toàn bộ lời khen cho Nam Hoa Kinh trang tử. Ông ấy nói rằng là đấy là bậc chân tu mà còn hiếm hoi nhất trong lịch sử, thậm chí còn hiếm hơn so với cả Đức Phật, bởi vì đấy là một cái người mà có thể đắc đạo thông qua nhận thức, thông qua quan sát đời sống mà không cần bất cứ một pháp tu nào, chỉ đơn giản là kệ. Là một pháp rồi. Một pháp. Thì cái sự yêu thích của Osho là như vậy. Và cuốn vừa vặn thuận theo lẽ tự nhiên là một cuốn mà Osho bàn sâu về Nam Hoa Kinh của trang tử, tư tưởng của trang tử và cái cách tiếp cận của trang tử. Mình nói khá là nhiều về cuốn này, và mình có trong rất là nhiều những cái lần mà trò chuyện ở trên Facebook với bạn bè thì mình đều nói rằng là cái cuốn vừa vặn của Osho ấy giảng về trang tử còn hay hơn mấy ông ở Việt Nam giảng về trang tử. Bởi vì là mấy ông ở Việt Nam thì các ông ấy vẫn tiếp cận đạo gia và trang tử để theo cái khía cạnh, theo các khuôn định, vẫn cố ngồi bàn cãi nhau thế nào là tự nhiên, thế nào là vô vi. Nhưng mà Osho thì chỉ đơn giản là kể các câu chuyện để cho chúng ta có thể tự nghiệm ra. Kể bên cạnh những câu chuyện ở trang tử thì còn có các câu chuyện hiện đại và câu chuyện liên hệ với các tôn giáo khác nữa. Ví dụ như liên hệ các câu chuyện của Hồi giáo hoặc là những cái pháp tu như kiểu của Sufi. Trước cái hiện tượng trước khi mà cái hiện tượng gọi là đạo gia, tư tưởng đạo gia lan tỏa trong cái thế giới đại chúng ấy, mọi người hình dung không? Trước khi có sự kiện đấy
trước khi có hiện tượng này của những năm 50, 60, 70 thì tư tưởng đạo gia nói chung là giống như một cái cổ vật ở trong cái thư viện của các học giả. Họ đơn giản là coi là một đối tượng nghiên cứu, là một thứ cổ, một thứ cổ lỗ. Cổ ở đây là cổ lỗ luôn, bởi vì họ đấy là một cái tư tưởng mà gắn liền với một cái đế quốc đã thất bại, đấy là đế quốc Trung Hoa. Cho nên họ không có một cái sự tôn trọng nhất định nào. Và ngay cả khi mà tư tưởng đạo gia sống lại với các phong trào tâm linh thời kỳ New Age thì nó cũng chưa giành được cái sự tôn trọng nhất định. Thậm chí là cái sự sống lại với phong trào New Age của đạo gia ấy, nó còn khiến cho đạo gia bị xếp vào cái nhóm yếm thế và chống đối xã hội. Bởi vì cái nhóm Beat Generation hay phong trào New Age thì đều có xu hướng chống đối xã hội, chống lại các khuôn định của xã hội. Và họ không coi trọng cái thành công. Cho nên ông Dương Ngọc Dũng ông mới cho rằng là đấy là tôn giáo dành cho những kẻ thất bại. Cái câu đấy của ông ấy không đúng, bởi vì với quan điểm của đạo gia là không có thành công, không có thất bại, chỉ đơn giản là làm thôi, có vui hay không. Quan trọng là có vui hay không. Bởi vì cái một cái tiêu chí cho biết là mình có thuận theo tự nhiên hay không đến chính là mình có vui hay không. Có một chương ở chương cuối của cuốn vừa vặn có nói về việc là cá thì tìm bóng mát ở dưới nước, còn người thì tìm bóng mát nơi đạo, tức ở đâu mà mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái và vui vẻ thì chỗ đấy chính là thuận theo đạo, thuận đạo. Còn cho nên nó không có quan niệm thành công hay thất bại ở đấy. Thành công mà không vui, không thành công rồi. Chứ hỏi là nếu mà như vậy thì trong đạo gia có cái khái niệm về số mệnh hay không? Có, đây bây giờ mình sẽ nói đến cái vấn đề đấy. Sau khi mà trải qua cái quá trình gọi là bị gạt ra ngoài xã hội thì bắt đầu đến thế kỷ 21, thực sự mình cũng chưa biết là cái sự kiện gì có thể dẫn đến cái sự thay đổi đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó đến từ việc Trung Quốc trỗi dậy. Động lực của các học giả đôi khi chỉ đến tự dưng nó thành một hiện tượng lớn á. Trung Quốc trỗi dậy vào đầu thế kỷ 21 và cái sự thành công của Trung Quốc khiến cho những cái học giả phương Tây ấy, họ sẽ phải nhìn nhận lại xem là tóm lại cái nền tảng văn hóa cổ truyền kia nó có giá trị gì. Bởi vì Trung Quốc xây dựng lại, kiến tạo lại thế giới ngoài bên cạnh họ học những cái công nghệ của thế giới ra thì họ xây dựng toàn bộ, và cái cách họ vận hành thì đều dựa trên các nguyên lý cổ truyền. Và điều đấy nghĩ rằng là thử khiến cho phương Tây bắt buộc đặt lại câu hỏi thế tóm lại Trung Quốc có gì mà kỳ bí vậy. Và lúc đấy họ mới bắt đầu thực sự nghiêm túc, và bây giờ họ mới thực sự nghiên cứu tư tưởng đạo gia một cách nghiêm túc. Vâng, đúng không? Avatar 2. Đường đi của nước ấy. Đạo của nước, tịch xa cái đường đi của nước. Đạo của nước. Khổ tại dùng từ The Way. Đáng là dùng từ Tao. Nhưng mà như thế lại không bán được ở Mỹ. Lúc mà họ bắt đầu nghiên cứu thì các học giả đương đại khi mà họ bắt đầu nghiên cứu thì họ đương đầu với một vấn đề lớn trong nghiên cứu, đấy là khá nhiều các định kiến và cái cách dịch các khái niệm cũ nó đã bị hiểu sai. Và họ sẽ phải lại gặn đục khơi trong. Trước khi mà họ có thể hiểu được chính xác chân diện thì họ lại phải đi tìm kiếm. Đầu tiên là họ tìm kiếm từ các văn bản của các học giả phương Tây trong quá khứ đã nghiên cứu. Các văn bản đấy thì đều đánh giá sai và đều gọi đạo gia rằng là tư tưởng yếm thế, dành cho những người anti xã hội, những người anarchy vô chính phủ. Hippie. Hippie.
họ đều diễn giả đạo gia theo cách như vậy, nhưng đấy không phải hoàn toàn đạo gia, mà đấy là một một quan điểm đạo gia mà được nhìn nhận qua góc nhìn của những người hippie, những người sống outlaw, và họ tiếp cận đạo gia thông qua trang tử, tức là chỉ một nhánh nhỏ của đạo gia thôi. Và bắt đầu họ đi vào, họ bắt đầu đi vào nghiên cứu văn bản. Và việc này thì họ lại gặp phải một vấn đề của Trung Quốc. Đấy là các văn bản cổ xưa của Trung Quốc ấy, thì họ bổ sung theo thời gian và không ghi rõ là bổ sung vào thời nào. Ví dụ như cùng quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử nhá, thì nó có rất nhiều các lớp, có những lớp thì là Trang Tử thực sự viết, có những lớp thì là học trò viết, có những lớp thì là học trò viết, nhưng mà họ cứ nhét hết vào trong cùng một cuốn là Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Trong khi thực ra là cuốn Nam Hoa Kinh của phái Trang Tử, có thể hiểu là như vậy thì đúng hơn. Thực ra họ cũng không bú phê luôn, bởi vì họ chẳng để lại danh tính gì luôn. Nên họ coi rằng là đấy là những thứ mà họ thừa, tức là họ gọi được truyền thừa từ Trang Tử và họ bổ sung thêm vào đấy thôi. Tức là những cái con người ấy trở thành những con người vô danh trong cái phái Trang Tử đó. Thì khi mà như vậy ấy, thì họ gặp đối diện với một trường hợp là các quan điểm ấy nó khác nhau, nó không thống nhất, đôi khi nó lệch nhau về thông điệp luôn. Thế là bắt đầu các ông lại phải đi ngồi tra cứu văn bản xem đoạn nào từ đâu. Thì đấy là, và cái việc đấy thì nó không hề dễ, bởi vì người Trung Quốc không có thói quen ghi chép về niên đại. Đúng là thế. Thêm người đời sau thêm người đấy thì mấy ông tự nhiên nhiên quan trọng gì tên muốn giấu đi à, đấy mấy ông đạo gia còn kiểu tao là thế nào mà tao giấu tên tao đi. Làm người là không được nổi tiếng. Nổi tiếng mệt lắm. Thì đấy là cái thế khó của những cái học giả đương đại khi mà họ bắt đầu đi nghiên cứu về các chất tác của Trung Quốc. Có một vấn đề là ví dụ như Ấn Độ, nghiên cứu các tác phẩm của Ấn Độ hay là của Sufi thì còn vẫn còn các bậc chân sư họ truyền thừa. Nhưng mà khi nghiên cứu về các tư tưởng đạo gia thì họ không còn gặp được những người truyền thừa các ông đấy nữa, mà chỉ gặp được các phái sinh, các biến thể của đạo gia mà thôi. Ví dụ như là phái Võ Đang. Như các đạo sĩ là phái Võ Đang, hay là kiểu những cái đạo sĩ thần tiên đạo, và họ không còn được gặp những cái người truyền thừa đấy, mà chỉ được tiếp nhận hoàn toàn qua văn bản thôi. Cho nên nó cũng trở nên bọn đến toàn bọn sống. Cho nên là đấy là một cái thế rất khó của những người nghiên cứu văn hóa Trung Hoa. Chắc là chỉ kệ đi nên là cũng không bị sống tốt rồi, đúng không? Đúng rồi. Làm thế không nhờ được cái xấu. Thì cái cuốn Thời là chị, Trong lại thị Xuân Thu này là cuốn mà có thể gọi là một tác phẩm nó điển hình cho cái phương pháp nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của những người, các học giả phương Tây khi mà họ tiếp cận tư tưởng của đạo gia. Cuốn Lã Thị Xuân Thu này là một cuốn khá đặc biệt. Nó được viết bởi không phải một đạo sĩ, mà là bởi một ông là Lã Bất Vi. Ông đấy là có thể gọi là tể tướng thời nhà Tần, trong thời của Tần Thị Hoàng. Ông ấy tổ chức một loạt những danh sĩ ở toàn bộ Trung Nguyên lúc bấy giờ, ở các nước khác nhau. Lúc đấy thì Trung Nguyên chia ra là 8 nước. Thì ông ấy đã tổ chức và làm thành một cái cuộc biên soạn của Lã Thị Xuân Thu.
ở dưới kia thì có một cái cuốn bản gốc, à bản dịch Lã Thị Xuân Thu đầy đủ. Là cuốn này là cuốn nghiên cứu về cuốn Lã Thị Xuân Thu. Chữ Xuân Thu ở đây, đấy, Xuân Thu, Xuân là mùa xuân, Thu là mùa thu. À, tức là đạo của họ Lã đấy. Xuân Thu nó là một cái biểu tượng của vòng thời gian. Và cái chữ Lã Thị ở đây là cái người mà đứng ra tổ chức. Và trong này có rất nhiều các học phái khác nhau. Nhưng mà tất cả trong đấy có Nho giáo này, Binh gia này, Pháp gia này. Thế nhưng mà tất cả, thậm chí là Nông gia, các thứ đều có hết, Y gia có hết. Thế nhưng mà tất cả bọn họ ấy, thì đều làm việc dựa trên, tức là triển khai các ý dựa trên cái nền tảng của tư tưởng đạo gia. Tư tưởng đạo gia là tư tưởng xuyên suốt và cốt lõi. Các bạn để ý cái tên của thời và trị. Ở đây có một khái niệm là thời. Lã Thị Xuân Thu quan điểm rằng là cái sự cai trị nó phải thuận theo thời thì nó sẽ rất là dễ dàng. Còn những thứ mà nghịch thời, đi ngược lại cái thời thì nó sẽ trở nên khó khăn và nó sẽ gây ra những cái đảo lộn, sẽ khiến mệt sức của triều đình, của dân. Và một khi như thế thì nó sẽ gây ra hỗn loạn. Thế bây giờ thời là gì ạ? Thời nó là một khái niệm mà dựa trên tự nhiên. Đấy là cái sự chuyển biến của tự nhiên theo các quy luật, theo các vòng lặp. Đúng không? Thời bản chất là như vậy. Nhưng mà ở đây nó có hai, như là Lã Thị Xuân Thu nhấn mạnh hai điểm. Đấy là nội thời và ngoại thời. Ngoại thời chính là cái bối cảnh. Tất cả những việc mà diễn ra xung quanh chúng ta thì gọi là ngoại thời. Và những thứ mà diễn ra xung quanh chúng ta này, nó cũng có quy luật riêng của nó. Ví dụ như bốn mùa, nó quy luật của nó rồi đúng không ạ? Trăng sao vận chuyển như thế nào, nó có quy luật của nó. Thì đấy là ngoại thời. Cái phần ngoại thời đấy nó gọi là mệnh. Mỗi người được sắp xếp theo các ngoại thời khác nhau. Một quốc gia được sắp xếp theo ngoại thời khác nhau. Thì ngoại thời đấy gọi là mệnh. Chúng ta xem ở trong tử vi đúng không ạ? Có cung mệnh. Cung mệnh đấy nó chỉ là ngoại thời thôi, không phải chính chúng ta. Nên rất là nhiều những người xem tử vi thấy mệnh của người đấy như thế, xong rồi nói rằng là người đấy tính cách như thế các thứ đã sai. Cách suy nghĩ đã sai, bởi vì chữ mệnh đấy bản chất nó chỉ cái sự ngoại thời, cái bố cục, cái sự sắp đặt cho chúng ta thôi. Và có một khái niệm nữa, đấy là khái niệm nội thời. Nội thời thì nó gắn liền với tính, có nghĩa là những biến chuyển của một cái nội tại bên trong chúng ta. Quan điểm của Lã Thị Xuân Thu, mà thực ra đây không phải chỉ riêng quan điểm của Lã Thị Xuân Thu đâu, mà là quan điểm của những cái nhóm mà thuộc phái âm dương gia, rồi những cái phái huyền môn Trung Hoa ấy, thì họ cho rằng có một thứ cốt lõi xuất hiện ở trong mỗi người. Cái đấy nó sẽ từ đấy nó giống như là một cái mã gen ấy, mà từ đấy nó cứ thế nó nhân lên và nó biến chuyển khi mà nó tương tác với ngoại thời. Thì cái phần tính đấy nó là cái căn nguyên. Thế nó có ứng với cung nào nữa không ạ? Không, nó không ứng với cung nào. Nó là một thứ biến chuyển mà thông qua đấy chúng ta có thể cảm nhận và tác động. Thì cái tính này nó có cố định không ạ? Tính này nó không cố định, nó sẽ biến dịch, nó biến chuyển mà. Thế thì giữa cái ngoại thời và nội thời thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm đến cái đấy là khó nói lắm, nó tùy vào tùy mỗi người thôi. Ví dụ những người mà bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài nhiều thì chắc chắn là cái phần mệnh, tức là phần ngoại thời nó tác động đến người đấy nhiều và lôi kéo người đấy đi nhiều. Nhưng phần tính mà mạnh thì nó có thể tác động đến cái ngoại thời. Liễu Phàm Tứ Huấn là một ví dụ là nội thời. Tức là chống lại sự ảnh hưởng của ngoại thời. Chị có thể kể cụ thể hơn. Minh Tưởng. Em chưa biết cái đó. Nếu Phàm Tứ Huấn là cái tích là có một cái ông này là từ lúc bé bố ông ấy mời thầy về xem, thì nói là đến năm 30 tuổi là ông ấy sẽ chết, và chết rất sớm rồi không đỗ đạt được một cái gì. Đại loại là một cái số mệnh nó rất là tệ hại.
Thế xong rồi mình không nhớ cụ thể là vì sao mà ông ấy tìm ra, nhưng mà ông ấy tìm ra một con đường đấy là sống nhân đức để cải cái phước của mình. Thì là sau khi ông ấy thực hành cái lộ trình đấy thì ông ấy đảo ngược được hết tất cả những cái mà cái ông thầy bói đấy. Thật ra cái quan điểm này là quan điểm ảnh hưởng của Phật giáo với Nho giáo nhiều hơn. Đây là quan điểm mà nhân định thắng thiên, chứ nó không giống với cái nội thờ, không phải giống với đạo. Nó không giống với cái sự hợp thời. Tức là ở đây một cái mà được gọi là hợp thời thì nó sẽ là phải có cái sự tương hợp giữa tính và mệnh, giữa nội thời và ngoại thời. Vậy thì thuận đạo là mình phải thuận với cả ngoại thời và cả nội thời. Đúng rồi. Chứ ngoại thời kiểu đến thời chiến tranh mà mình không muốn đi chiến tranh, chẳng lẽ mình lại mình lại đi chiến tranh à? Như thế mình cũng sẽ kiểu không cảm thấy vui, đúng không? Thì với những cái người mà khi mà cái phần nội thời mới là cái phần trọng yếu, khi mà cái nội thời của mình mà mình cảm thấy rằng là không tương thích với ngoại thời thì sẽ thì gọi là bậc thánh nhân ấy. Còn các ông thường là bậc thánh nhân sẽ không đi ra ngoài, mà sẽ chọn cách là lui, rút lui, là thoái lui, hoặc nếu không thì sẽ phải tìm cách để tìm thay đổi chỗ. Cái ngoại thời, hoặc tìm cái chỗ phù hợp với mình, hoặc là ngồi đợi cho đến khi ngoại thời có thay đổi thì lúc đấy là họ sẽ đi ra và họ tác động. Đấy, thì đấy là cái quan điểm của đạo gia như vậy, nên có gì phải vội đâu. Thì cái quan điểm thời và trị trong Lại Thị Xuân Thu là một quan điểm mà nó cho thấy rằng là đạo gia không phải chỉ sử dụng như một cách để thoái lui hay là một cách để dành riêng cho các cá nhân nổi loạn ngoài vòng pháp luật, mà nó là một phương pháp cai trị. Thời và trị trong Lại Thị Xuân Thu thì cho rằng là họ đưa ra một cái sự phân định rất rõ ràng. Người làm vua, tức là cái người mà đứng đầu quốc gia hoặc chịu trách nhiệm một quốc gia, thì phải là một cái người mà tu luyện vô vi. Bởi vì việc của người làm vua, người đứng đầu đấy là nhìn xa trông rộng, mở rộng được cái sự hiểu biết, không phải là ở trong cái giếng mà phải hiểu một cách rộng. Bởi vì khi mà hiểu rộng và nhìn nắm bắt được nội thời ngoại thời thì lúc bấy giờ mới có thể biết lúc nào thì nên hành động nhanh, lúc nào thì nên hành động chậm. Cái cấu trúc của quyển Lã Thị Xuân Thu ấy, nó cũng rất là thú vị. Trong cái nó có 3 phần, nhưng mà cái phần đầu tiên là nó chia thành 12 kỷ, thập nhị kỷ. Thì cái phần 12 kỷ đấy nó bàn về việc mỗi mùa khác trong năm thì nó có các diễn tiến xã hội như thế nào, diễn tiến vũ trụ như thế nào, diễn tiến xã hội theo đó như thế nào, và từ đó thì con người nên phải làm gì. Đương nhiên chúng ta không nên học theo kiểu là học vẹt, bằng cách là coi rằng là chắc chắn là đến mùa hè ở Việt Nam thì sẽ diễn ra như thế, bởi vì mùa hè Trung Quốc, mùa hè Việt Nam khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta phải học ở trong đấy là cái cách tư duy và các tượng này. Ví dụ như mùa hè thì nó tượng nóng ấy, thì nó sẽ gây những cái bức bối ở trong con người như thế nào này, con người cần được điều hòa như thế nào, kiểu như vậy nhá. Bây giờ biến đổi khí hậu này, cái quy luật đấy nó bị phá vỡ, mặc dù quy luật đấy thì bị phá vỡ đúng không, nhưng mà các hiện tượng đấy thì vẫn có đấy, cho nên chúng ta có thể học được cái quan điểm là như vậy. Có những nhà chính trị dựa trên được nó thì vẫn đang nói đến cái thuyết gọi là thuyết của đồng thất bại ấy. Đợi đến đúng lúc mới làm ấy thì lại vẫn thành công rực rỡ mà. Đúng rồi, không phải cố mà. Vâng, có gì vội đâu. Bởi vì trong cái lúc mà mình không làm được, tức là đang không hợp thời, khi mà không hợp thời thì mình sẽ phải làm gì? Đấy là mình tích lũy cho mình. Khi quân không đủ mạnh thì rõ ràng là không thể nào mà có thể đi đánh được nước khác. Thế cho nên là lúc đấy mình sẽ phải ngồi tích lũy.
tích lũy có thể là tích lũy kiến thức, tích lũy cái sức mạnh tinh thần. Thì có rất là nhiều kiểu tích lũy quân lương, rất nhiều kiểu khác nhau. Thì đấy là cái quan điểm về chính trị của Đại Thị Lương Xuân Thư. Và ông tác giả này, ông cũng khi mà ông so sánh phương Tây thì ông thấy là cái quan điểm chính trị nó đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm của phương Tây. Nó khác rất nhiều. Và chắc chắn là mấy ông mà thích chấm KPI là không thích rồi. Trung Quốc tích lũy lâu thật. Trung Quốc họ vẫn đi theo kiểu như vậy. Và tích lũy trên tận hơn nửa thế kỷ, cả thế kỷ 20. Sau đấy ta lại bắt đầu bắt dậy. Lúc sau đến lúc đấy mới hợp thời. Kiểu thời kỳ ngủ đông. Đúng rồi. Và đến gần đây thì các triết gia nữ trong cuốn Triết Học Con Gái, thực ra cái phần nhắc về nam, về đạo gia của họ rất là ngắn, bởi vì họ làm một cái thao tác triết học, đấy là họ cho rằng là toàn bộ cái triết gia, cái hệ thống triết học của phương Tây ấy, nó đều được xây dựng dựa trên cái phong cách nam tính với những cái luật định và những cái nguyên tắc về tư duy. Và các nữ triết gia này thì họ cho rằng là cái điều đấy nó rất là hạn chế. Trong khi đấy thì họ tìm thấy được cái sự đồng cảm với rất nhiều những cái quan điểm từ những nền văn hóa khác, chứ không phải văn hóa phương Tây. Họ đề cập đến cái quan điểm người Do Thái này, rồi quan điểm của Hy Lạp này. Và trong số những quan điểm đấy thì có cái quan điểm của Nam Hoa Kinh. Nhưng cái khía cạnh Nam Hoa Kinh mà được họ nhắc đến thì không giống với Osho. Họ nhắc đến một cái khía cạnh đó, khía cạnh ngờ vực. Tức là họ coi rằng là cái chuyện ngờ vực là cái chuyện hiển nhiên phải có trong cái việc và cái, trong cái việc mà đi tìm tri thức, và phải chấp nhận cái sự ngờ vực đấy. Ví dụ như phải chấp nhận tất cả mọi thứ được đưa ra đều không chắc chắn, không thể nào chấp nhận một cách chắc chắn 1 cộng 1 bằng 2 được, bởi vì 1 cộng 1 không bằng 2. Trên thực tế 1 cộng 1 không bằng 2, bởi vì làm gì có hai em vật cùng giống nhau để có thể 1 cộng 1 bằng 2. Hai quả táo khác nhau, cho nên sẽ không có chuyện 1 quả táo cộng 1 quả táo bằng 2 quả táo. Nó chỉ là cái số 2 đấy, cái sự chắc chắn đấy nó chỉ là một cái sự giản lược. Và họ cho rằng là cái tư tưởng triết học thì nó phải không chắc chắn. Và cái quan điểm và cái tư duy và những cái kết luận nó phải luôn luôn ở tình trạng là không chắc chắn, nên ở tình trạng gọi là rộng mở. Thì đấy là những cái ý mà những cái triết gia nữ họ đang tâm đắc, và họ cũng đang bắt đầu triển khai những cái tư tưởng của họ trong những cái thảo luận của họ. Mời chị. Nếu mà bây giờ mình phải đi sớm thì mình có thể mua sách ở đây không, hay mua dưới? Chị cứ mua dưới nhà được. Có bạn ở dưới nhà. Vâng, nếu chị phải đi thì cứ đi thôi. Vâng. Cũng 4 giờ thì chương trình cũng khoảng đấy là chắc là cũng có thể dừng. Có ai có câu hỏi không ạ? Em có câu hỏi là về chuyện mà những người mà họ luận khí công các thứ ấy, khí công thì nó có liên quan gì đến đạo giáo ấy không? Khí công là một câu chuyện dài. Nó có thể theo đạo giáo hoặc cũng có thể theo tà đạo, không biết. nhưng mà căn bản ấy thì khí là một khái niệm mà xuất hiện nhiều ở trong các luận bàn về đạo. Ngay cả trong Nam Hoa Kinh hay Đạo Đức Kinh thì đều là khí, bởi vì khí là cái thứ mà nó luân chuyển trong lượng chúng ta và trong và cả bên ngoài. Cho nên những cái người tu đạo thì coi khí là cái thứ kết nối của mình và bạn. Thế nhưng mà bây giờ mình kết nối như thế nào lại là một câu chuyện dài.
trong đạo gia có một cái câu khá thú vị, đấy là không phải mình thở mà là nó, tức là tự nhiên thở thông qua mình. Vì thế cho nên người nếu như mà thực sự tu theo đạo gia thì sẽ phải tu sao cho có cái sự kết nối giữa bản thân mình và vạn vật, và cảm nhận cái hơi thở đấy trong đi lan trong cơ thể của mình. Cảm nhận mình sâu đến đâu thì hơi thở mình sâu đến đấy. Còn khi mà vẫn cố gắng để vận công, một khi mà ta vẫn cố gắng để vận công thì điều đấy có nghĩa là chúng ta đang không thực sự theo đạo, đạo, mà cái đấy là đang là một cái nỗ lực để nỗ lực để đi theo cái phái luyện đan ấy. Tu tiên á, luyện đan là gì ạ? Đấy vừa nãy nó nói đây, luyện đan bất tử các thứ ấy, luyện bất tử chứ nó không phải thật sự là thuận với đạo. Đương nhiên là thuận đạo thì nó chán. Còn làm việc khó thì nó vui. Cho nên mọi người sẽ thường là thích, với cả mọi người sẽ có một cái cảm giác là có thành tựu ấy. Nhiều sách tiếng Anh mà em đọc về đạo giáo Taoism nói rất nhiều về những cái chuyện kiểu vận khí như thế. Kiểu Jing, đúng không? Chi, Shen. Bởi vì là đấy là một cái sự khác biệt giữa tư tưởng đạo gia và đạo giáo mà vừa nãy chị có nói đúng không? Cái đạo giáo này nó thiên nhiều về thần tiên đạo hơn, nó dưỡng sinh chứ không phải là cái sự thuận theo tự nhiên. Tôi có câu hỏi là ở hiện nay thì xung quanh chúng ta đang diễn ra rất nhiều những cái hiện tượng mê tín hay là thờ cúng hay là những cái gần như là cuồng tín, thì có cách nào để mình phân biệt được là những cái hoạt động này thuộc về đạo giáo và những hoạt động khác là thuộc về những cái đạo tà đạo hay là những cái đạo tạp nham du nhập vào hay không? Đạo giáo thì bản thân nó đã là một hoạt động mà nó mang tính chất, tức là cậu đầu tiên cậu phải so sánh giữa đạo gia với đạo giáo ấy nhé. Đạo giáo. Nếu đạo giáo thì nó có giáo phái, nó có bài bản, hệ thống, và nó truyền thừa nhau. Ví dụ như Sophia có chơi với mấy bạn đạo giáo này, có thầy, có hệ thống ảnh hưởng, và nó có các phái khác nhau của Trung Hoa, có truyền thừa qua các thời kỳ. Còn những thứ phát sinh thì nó không khác gì những cái tôn giáo mới mọc lên thời phong trào New Age ở Mỹ ngày xưa. Tức là nó cứ mọc lên xong nó kết hợp với các pháp này pháp kia, rồi các chiêu này chiêu trò này chiêu trò kia. Thế là 98 nó nhìn rồi đúng không? Với những người theo tà người ta đã thấy thế như đúng. Thế là tự mình thấy cái nào vui thì theo thôi. Ví dụ như họ thích quỷ mà họ thấy vui thì ok, đấy là tự nhiên của họ, mình không có gì để bàn. Thực ra thì ví dụ như những học giả ở Việt Nam ấy, khi mà họ tiếp cận đạo gia, tại sao họ lại bị sai lệch, nó có đến từ rất nhiều lý do. Cái đấy là một điều rất đáng tiếc, bởi vì rõ ràng mình là nước gần với Trung Hoa, nhưng mình lại không hiểu tư tưởng Trung Hoa cho nó đến đầu đến đũa, không bằng bọn Mỹ, hơi cay. Mình biết lý do ấy. Vâng. Chị chữ được viết vì Latin hóa. Nếu mà chữ của mình không bị Latin hóa thì mình còn biết chữ. Còn bây giờ mình đang nói tiếng Tàu mà gần như không biết chữ. Cái đấy là đúng đấy. Bởi vì nó xảy ra một cái chuyện đứt gãy ở thế kỷ 19, khi mà yêu cầu tất cả mọi người đều học chữ quốc ngữ. Thì nó xảy ra một tình trạng là Tây không tới mà Tàu cũng không xong. Toàn bộ cái nền tảng cổ học thì bị mai một rất là nhanh. Bởi vì vốn dĩ nó đã bị mai một trong chiến tranh rất nhiều. Bởi vì sau cái thời Tây Sơn lên á, thì những người thông thạo, giỏi chữ nghĩa, giỏi lễ nghĩa thì họ đều chết hết. Hoặc là bọn họ bị đẩy lùi ra, bởi vì họ đều là những người mà tôn thờ nhà Lê, chứ họ không muốn đi theo nhà Tây Sơn. Nguyên nhân tại sao họ không muốn đi theo nhà Tây Sơn, nói ra thì lại nhạy cảm, nhưng đại loại là nhà Tây Sơn lúc đấy bây giờ là
một cái triều đại mà toàn cướp và nông dân, cướp biển và nông dân. Thì những cái ông đức cao vọng trọng thời Lê Trịnh nhìn kiểu ánh mắt đầy lo ngại. Rất ít ông như Ngô Thì Nhậm có thể sẵn sàng chấp nhận cái một cái triều đại như thế để có thể đi vào và nỗ lực cải thiện nó. Còn các ông khác là chạy, ví dụ như ông Nguyễn Gia Thiều, ông Nguyễn Du chọn cách kiểu về ở ẩn, không hợp thời. Không hợp thời. Thế là Nguyễn Du thì còn nỗ lực đi tìm Lê Chiêu Thống. Thật là chính Nguyễn Du tự nhiên mình là kiểu ấy. Đúng không? Bỏ từ hẳn một con chung mà. Thì nó xảy ra một cái tình trạng là đã đứt gãy từ trước đấy. Và sau đấy thì đến đứt gãy thời Pháp. Thì những cái nền tảng học thuật vững chắc thì nó bị mai một đi. Thực ra thì bây giờ công cụ tra cứu nó rất là dễ rồi. Nếu muốn hiểu thì hiểu được thôi. Nhưng mà mọi người cũng không muốn, không có động lực đấy. Không, nhưng mà nếu mọi người được biết ngay thì phổ thông thì chắc chắn chữ thì nó sẽ khác. Nhưng mà cái đấy nó cũng không phải cái mấu chốt quá, bởi vì người phương, người Mỹ họ còn chẳng biết tiếng Trung, họ vẫn có thể đọc tốt mà. Người Mỹ thì đương đại. Biết là người Trung bây giờ đọc chữ phụ thể, à nhầm lộn, chữ giản thể không phải chữ. Người Trung cũng có thể, bởi vì tiếng Anh nó mạnh, cũng giống như tiếng Hoa nó đã mạnh. Là không phải thế đâu. Chiều tượng tốt hơn. Không phải thế đâu. Nó đến từ việc cái nhóm học giả của Việt Nam đầu thế kỷ 20 và bây giờ chúng ta đang thần tượng. Thì đấy là những cái người mà họ cũng chưa hoàn toàn thông thạo hết các phương pháp nghiên cứu của phương Tây. Họ được đào tạo bởi Pháp. Pháp thì không phải là... Pháp là một cái quốc gia mà có cái nền thơ ca và văn chương rất phong phú. Nhưng mà nền học thuật thì không thực sự là bài bản. So với cả Anh, Mỹ hay là Đức. Và hơn nữa là cái sự đào tạo của người Pháp với cái học thuật của Việt Nam ấy, thì nó chỉ dừng ở việc là tao đào tạo công bằng cho tao thôi. Người ta chỉ cho mày một số những cái skill cụ thể thôi. Và họ cũng chưa học thêm, tức là nó cũng chưa có đủ thời gian để cho họ học thêm, bởi vì ngay sau đấy là năm 45 là đã loạn lạc rồi. Và họ cũng trải qua một cái quãng thời gian chiến tranh loạn lạc rồi, họ cũng không có đủ tài liệu. Họ không có cơ hội để tiếp cận các tư liệu. Cho nên là khi mà dịch các bản dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt là đã thiếu các thao tác. Ví dụ như quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử chẳng hạn là cuốn mà mình rất thích. Mình đọc từ hồi bé, hồi năm 12 tuổi đã đọc Nam Hoa Kinh rồi. Thì suốt từ hồi đấy cho đến mãi tận bây giờ mình đã đọc 4 bản dịch Nam Hoa Kinh khác nhau. Nhưng mà không có bản dịch của vị nào có một cái thao tác đấy là đối chiếu văn bản. Đối chiếu xem là văn bản, thậm chí họ không ghi là họ sử dụng văn bản nào, in vào năm bao nhiêu, được lắp ráp lại từ thời nào. Thì cái đấy, trong khi đấy nhá, ở nước Anh, khi mà họ nghiên cứu văn bản Aristotle thì họ đã làm cái thao tác đấy từ đầu thế kỷ 19. Và nước Đức khi mà họ nghiên cứu Aristotle thì họ cũng làm cái đấy từ thế kỷ 18 ấy. Tức là họ làm cái thao tác đấy từ rất là sớm. Và cái thao tác đấy thì các học giả của chúng ta không được học. Hoặc là cố tình không làm. Bởi vì không có tư liệu. Và điều đấy nó cũng dẫn đến một cái trường hợp là khi mà họ dịch kinh ấy, thì họ dịch có rất nhiều câu tối nghĩa mà chúng ta cũng không hoàn toàn cảm giác thấy là họ thực sự hiểu. Các bản dịch chúng ta sẽ đều có một cảm giác như thế. Đôi khi chúng ta đọc không hiểu không phải vì không hiểu được đâu. Mà có thể là do dịch tối nghĩa. Dạ vâng. Vâng. Đấy, thì đấy là một cái
khi mà chúng ta đọc những cái bản dịch hay là những cái luận giải. Ví dụ như khi mà đọc cái bản dịch cuốn Lã Thị Xuân Thu, ở dưới có cái cuốn này, dịch Lã Thị Xuân Thu, thì các bạn có thể thấy nó rất là khác. Đấy là cái bản dịch giả ấy, bạn ấy có thao tác là đối chiếu đoạn này, chi tiết này, đề cập đến những cái này, thì liệu có phải ở thời của Lã Bất Huy không? Hay là người thời sau thêm vào, bạn có thể tra cứu được. Thì đấy là những thao tác mà đương nhiên bây giờ thì công cụ, công nghệ nhiều hơn, không thể nào mà trách các cụ được. Nhưng mà người ta phải nhìn thấy là hạn chế của các cụ là như thế, thì chúng ta không thần tượng, và không có nghĩa rằng có 4 bản dịch Na Hoa Kinh rồi thì sẽ không có thêm một bản nữa. Bởi vì những bản đấy nó không phải là chân lý, kể cả nó viết hay đến đâu chăng nữa, nó vẫn chỉ là một lăng kính thôi. Và điều đấy thì nó dẫn đến rất là nhiều những cái hiểu lầm á, về các tác phẩm đạo gia. Dịch Na Hoa Kinh còn đỡ, ít ra đọc còn hay, bởi vì Na Hoa Kinh dễ đọc, ông ấy viết theo kiểu câu chuyện. Nhưng mà Đạo Đức Kinh ấy, hoặc là những cái quyển như kiểu quyển Xung Hư Chân Kinh của Điện Tử, không thể nào mà đọc nổi những cái bản dịch hiện đang phổ biến thôi. Dịch rất là tối nghĩa và đôi khi còn sai ấy. Không biết là các học giả Trung Quốc thì họ có nghiên cứu đến đâu, tăng tuổi đến đâu? Thực ra thì các học giả nghiên cứu Trung Quốc có một cái sự trao đổi với Mỹ. Có rất là nhiều những cái ví dụ như đọc cái cuốn Thời Đạo Trị của Lã Thị Xuân Thu rồi này, nào có thể thấy rằng là ông ấy trích dẫn rất nhiều học giả nghiên cứu Trung Quốc, và họ nghiên cứu ngay tại các trường đại học của Mỹ luôn. Họ viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, nên các học giả Trung Quốc cũng có thể nói là cũng khủng khiếp đấy. Đương nhiên những cái đấy thì Việt Nam mình không dễ tiếp cận, bởi vì Trung Quốc có một cái chính sách rất thú vị, đấy là học giả chỉ đóng gói trong hệ thống học giả. Sách tao có thể cho phép mày làm nhạy cảm, nhưng đấy là câu chuyện ở trong nội bộ của giới học giả thôi. Còn đại chúng thì sẽ vẫn là sách đại chúng, và đại chúng thì chiếm đa số, ít nhất thì cũng là mở đúng không? Đúng không? Trong nội bộ tức là người ta không cho in cả, không xuất bản. Cũng có thể cho in xuất bản như mình, nhưng mà nó không phát hành rộng rãi, chị cũng sẽ không, sẽ rất là khó mua, khó tìm. Thì thường là sẽ có thể tìm được nó ở các trường đại học của Mỹ, có thể dễ hơn. Đâu là nội bộ? Đúng không? Hay các thư viện nội bộ. Trong thời gian tới thì chắc là Book Hunter sẽ có một sai. Cả chị hiện nay chị muốn tìm chị chữ ký bản bản quyền à? Quyền này chị có làm gì đâu? Không còn chẳng biên tập luôn. Nguyên ơi, thì có thể lấy luôn ba quyển trên này, nhiều nguyên ký luôn rồi xuống đi. Dạ vâng, cũng được ạ. Ra sắp tới, Book Hunter cũng đang tổ chức dịch những cái nghiên cứu của người phương Tây đối với tư tưởng Trung Quốc. Với thực ra mình thích đọc cái đấy hơn đọc bản gốc. Đọc bản gốc thì đọc cho vui thôi, còn
nó không có cái trải nghiệm mới, không sự giao thoa. Giống như là mình thích đọc những cái tác phẩm của người nước ngoài nhìn vào lịch sử Việt Nam hơn là là chính người Việt chứ. Còn cũng có khả năng là sẽ ra một số những cái quyển của các học giả Trung Quốc, họ nghiên cứu về các nét khác của văn hóa Trung Quốc, không phải chỉ là những thứ mình đã biết. Để xem có con tiền thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà thực sự cái đấy là đâu để mình làm, tiền sẽ tự tới không?